Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Amen. Amen. Good morning. Kính chào Hội Thánh buổi sáng. It's great to be here. Thật là vui để có mặt ở tại đây với chúng ta. Man, I've missed church. Tôi thật là nhớ Hội Thánh. I know it's only been a week since we really seen each other. Tôi biết rằng chỉ có cách một tuần chúng ta không có cơ hội để gặp nhau. But it felt like forever. Nhưng mà tôi thấy dường như là lâu lắm rồi. I would ask Easton every day, "You want to go to church?" Tôi hỏi con trai của tôi Easton mỗi ngày là con có muốn đi nhà thờ không? He just nodded his head. Thì nó gật đầu, nó rất muốn. You know, I miss church a lot, being able to worship with you all and being able to be together. Anh chị em thật là nhớ Hội Thánh để có những giây phút mà chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa, ngợi khen Chúa như buổi sáng hôm nay. It's truly something about being united as a family that is you can't get it anywhere else. Có một điều rất đặc biệt xảy ra khi chúng ta hiệp lại làm một để chúng ta ngợi khen thờ phượng Chúa, không gì có thể so bằng. You know, I will say that worshiping at home is great, but worshiping together is different. Tôi có thể nói rằng thờ phượng Chúa ở nhà cũng là điều tốt, nhưng mà không thể so được với việc chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa ở tại nhà của Chúa. In my notes, I wrote Friday we had such a powerful time of worship and the service. Và trong tài liệu của tôi muốn chia sẻ và để báo tin cho anh chị em đó là tối thứ sáu vừa qua chúng ta có một buổi nhóm thật là tuyệt vời. But this morning's worship was powerful too. Và buổi sáng hôm nay sự ngợi khen thờ phượng của chúng ta cũng rất là đặc biệt và đầy quyền năng. And I know that God is up to something. Tôi biết rằng Chúa Ngài đang chuẩn bị làm việc. And I challenge you all to be truly sensitive to His presence and His voice to know what He's up to. Và tôi khích lệ, thách thức anh chị em là chúng ta hãy nhạy bén với sự hiện diện của Chúa và chúng ta tha thiết cần hơn để tìm kiếm sự hiện diện của Ngài. I truly believe that we're in a time where the world is seeing darkness, but this is the time where we should show His light. Anh chị em, chúng ta biết rằng đây là thời điểm mà thế giới của chúng ta đang rất là tối, và cũng là lúc này là lúc mà chúng ta cần phải vùng dậy và tỏa sáng ra cho Chúa. And when we draw near to God and we can hear His voice better, we can get direction from Him. Khi chúng ta đến gần với Chúa thì chúng ta nghe tiếng phán của Chúa rõ hơn và chúng ta có thể dễ dàng hơn để nhận sự dẫn dắt từ nơi Chúa. We need to hear from our Heavenly Father how to truly spread the gospel, how to truly build His kingdom in a time like this. Chúng ta cần đến gần Chúa để nghe được tiếng phán và sự dẫn dắt của Chúa, cách nào để chúng ta có thể chia sẻ phúc âm cứu rỗi của Chúa cho nhiều người. As we see evil in this world try to rise up. Khi chúng ta nhìn thấy những điều ác nó như là cố gắng để trỗi dậy, thì chúng ta biết một điều. People will begin to seek out the truth. Đó là người ta bắt đầu khao khát và đi tìm chân lý. People will begin to seek out light and darkness. Người ta tìm ánh sáng ở giữa cái bóng tối của xã hội, của cuộc đời này. But are you personally ready? Have you been hearing from Christ how to minister to these people? Nhưng mà anh chị em có sẵn sàng chưa? Anh chị em có thể trong danh của Chúa, trong ơn của Chúa, để chúng ta cùng làm việc với Chúa và chúng ta giúp đỡ cho những người đang cần sự cứu rỗi của Chúa. And I believe that we're in a time where we can't play games anymore. Anh chị em, tôi tin rằng đây là lúc mà chúng ta không còn chơi trò chơi đi nhà thờ nữa. We can't pretend like we have a real relationship with God and don't. Chúng ta cũng không giả bộ như là chúng ta có mối liên hệ với Chúa nhưng thật ra chúng ta không có. What you'll come to find in this time is when you truly can see who really knows God and who's pretending to know God. Anh chị em, trong những giây phút này chúng ta biết rằng Chúa Ngài sẽ làm cho việc nó rõ ra càng hơn. Chúng ta sẽ nhận biết được ai là người nói mình biết Chúa nhưng mà không thật sự có mối liên hệ với Chúa, và những ai thật sự biết Chúa và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài. And to understand where we get our authority from is so important. Và việc chúng ta nhận biết cái thẩm quyền thuộc linh mà chúng ta có được đến từ đâu cũng là điều rất là quan trọng. What we have to know is this: is there are other people in the world who believe that they have a God who's better than ours. Anh chị em, chúng ta cần phải nhận biết một cái thực tại, đó là trên thế giới của chúng ta có những người tin rằng thần mà họ thờ lại lớn hơn, quyền năng hơn Đức Chúa Trời của chúng ta. But it's not a battle of whose God is better and whose God is not. Nhưng mà cái trận chiến ở tại đây không phải là thần nào là lớn hơn. Because our God already made it clear. Bởi vì Chúa Đức Chúa Trời của chúng ta đã làm cho việc rất là rõ ràng. We already know who has all authority. Và chúng ta biết ai
là đấng nào có thẩm quyền tuyệt đối. We already know who sits on the throne. Chúng ta biết rằng ai đang ngồi trên ngôi cai trị của Ngài. But what are you going to do with the truth when you know the truth? Nhưng mà vấn đề của chúng ta tại đây là chúng ta làm gì với lẽ thật, với chân lý của Chúa một khi chúng ta đã biết chân lý của Chúa. We continue to live life allowing the enemy to still beat you up. Chúng ta có cho phép kẻ thù vẫn tiếp tục đánh đập chúng ta? Will you continue to allow the enemy to mess up your marriage? Hay là chúng ta cho phép kẻ thù nó tiếp tục khuấy rối và phá hoại hôn nhân của chúng ta? Your life, your kids' lives. Đời sống của chúng ta, đời sống của con cái của chúng ta. Will you continue to allow people to step on the name of God? Chúng ta có đứng yên để nhìn người ta giẫm trên danh của Chúa, chà đạp danh của Chúa? Will you continue to allow people around you to mistreat your heavenly Father? Anh chị em, chúng ta cũng có bằng lòng và đứng yên để cho người ta nói phạm đến danh của Chúa và mốc méo cái lẽ thật về Đức Chúa Trời của chúng ta, Cha của chúng ta trên trời. Life, will you say enough is enough? Đến một cái thời điểm nào mà chúng ta nói rằng đủ rồi? At what point in your life will you have this true pure love for God that you wouldn't allow anyone to speak ill of him? Anh em, đến lúc nào thì chúng ta mới có một tình yêu với Chúa một cách hết sức là trong sạch thánh khiết đến nỗi chúng ta không cho phép ai nói phạm đến danh của Chúa của chúng ta? The world that we live in. Cái thế giới mà chúng ta đang sống. We see how corrupt it is. Chúng ta thấy nó rất là tồi tệ và chúng ta thấy nó rất là xấu xa. The world that we live in. Cái thế giới mà chúng ta đang sống. You see how evil tries to rise up. Chúng ta thấy những điều ác cũng như là sự ác nó đang nổi dậy. And God truly has to be the one that's talked about, the one that's shared to the world. Anh chị em, đáng lý ra Chúa và tiếng phán của Ngài phải là tiếng nói duy nhất để đem lại phước hạnh và sứ điệp cho nhân loại của chúng ta. You know, when I was thinking about Friday service, khi tôi suy nghĩ về buổi nhóm tối thứ sáu vừa qua, and Thursday and Wednesday and Tuesday, the Holy Spirit has been up to something. Và chúng ta cũng thấy là ngày thứ năm, ngày thứ tư trước đó, chúng ta thấy rằng có những cái dấu hiệu để cho chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh Ngài đang chuẩn bị hành động. The Lord is asking us to draw near to him. Chúa Ngài đang kêu gọi chúng ta là hãy đến gần với Ngài. And many times people think, well, if I draw near to God, well, what good does that do? Và có nhiều người suy nghĩ rằng cái việc mà đến gần với Chúa thì nó có lợi ích gì? I've been drawing near to God all my life. Tôi đã chung cách đến gần Chúa suốt cả cuộc đời của mình rồi mà. Nothing's really changed in my life. Không có chuyện gì thay đổi ở trong đời sống của tôi. But then I ask the true question is, who are you really drawing near to? Nhưng mà câu hỏi mà tôi muốn hỏi anh chị em một cách rất là thật ở tại đây đó là thật sự anh chị em đến gần ai? And why are you drawing near to him? Và tại sao anh chị em muốn đến gần Ngài? Some people draw near to God just because of the benefits. Có nhiều người đến gần với Chúa là bởi vì họ muốn thấy được những lợi ích từ nơi Chúa. Some people draw near to God out of the fear of not wanting to go to hell. Và có người thì đến gần với Chúa vì cái nỗi lo sợ của họ vì họ không muốn đi xuống quả ngục. But why do you draw near to God? Còn anh chị em thì sao? Anh chị em đến gần Chúa với lý do nào? I draw near to God just truly purely out of the love that I've received from him and that's all I can reciprocate back to him. Đối với cá nhân của tôi thì tôi đến gần Chúa bởi vì cái tình yêu chân thành của tôi dành cho Ngài và tôi muốn dành thời giờ để gặp gỡ Chúa và đến gần Ngài. I'm not looking for the benefits. Tôi không tìm những cái lợi ích. Because what I've learned in life. Bởi vì điều mà tôi đã học được ở trong cuộc đời. If you draw near to the Lord just for the benefits, what happens when the benefits are gone? Anh chị em, nếu chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến gần Ngài bởi vì những lợi ích. Nếu những lợi ích không có, những cái phước hạnh đó không có thấy ra thì chúng ta làm gì với mối liên hệ chúng ta với Chúa? Still, or would you still worship him? Anh chị em có còn ở trong những hoàn cảnh như vậy thờ phượng Chúa không? You see, something that I've thought about and when I put this message together, I thought about what the disciples said when people confronted them about a question. Anh chị em, khi tôi soạn cái sứ điệp này thì tôi suy nghĩ đến một điều đó là khi các môn đồ của Chúa bị hạch hỏi về mối liên hệ của họ với Chúa thì họ đã trả lời như thế nào? And I believe that this question is a question that people will begin to ask you. Và tôi tin rằng câu hỏi này là câu hỏi mà thế nhân ngoài kia cũng sẽ bắt đầu hỏi anh chị em. In the days that we're living in. Giờ cho cái thời điểm mà chúng ta đang sống tại những ngày chúng ta đang sống tại đây. As we reflect Christ. Khi chúng ta phản ảnh Đấng Christ. People are going to ask this question. Thì người ta sẽ hỏi câu hỏi này. It might not be worded like this. Có thể là không chính xác từng từ ngữ này. But in Scripture, the disciples were asked, "By what power or in whose name have you done this?" Ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy một câu hỏi mà các môn đồ của Chúa đã được hỏi đó là bằng quyền phép nào hay là nhân danh ai mà bạn đã làm điều này? When people begin to recognize that you're proclaiming God's name and that you can show the authority that God has.
Một khi người ta nhận thấy được anh chị em công bố trong danh quyền năng của Chúa cũng như là bày tỏ quyền năng của Ngài. Will you be able to stand firm on God and proclaim His name? Thì câu hỏi đó là anh chị em có đứng vững để anh chị em tiếp tục công bố danh của Chúa không? This is what the world is looking at. Đây là điều mà thế giới đang tìm kiếm. They're looking for people who truly know the truth about God. Anh chị em họ đang tìm kiếm những người để giúp đỡ họ chính là những người thật sự biết Đức Chúa Trời của mình. You know, I'm on a community group. Tôi có ở trong một cái cộng đồng, một nhóm ở trên mạng. And people ask questions on that group all the time. Và người ta có những cái thắc mắc được nêu lên ở trong cái nhóm này. And I've started to see this more often. Và tôi thấy cái điều này nó xảy ra thường xuyên hơn. I'm looking for a church in Pearland. Đó là tôi muốn tìm một cái hội thánh ở vùng Pearland. But this is what I'm looking for. Nhưng mà đây là điều mà tôi tìm. I'm looking for a church in Pearland that truly knows the truth about God. Đó là tôi muốn tìm một cái hội thánh ở vùng Pearland là một cái hội thánh thật sự biết những lẽ thật của Đức Chúa Trời. I'm looking for a church that follows the Holy Spirit. Tôi muốn tìm một cái hội thánh thật sự đi theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. And then in the comments, rồi thì chúng ta thấy những lời bình luận sau đó. People are fighting. Người ta bắt đầu tranh luận với nhau. Other churches. Các hội thánh khác tranh luận với nhau. People say, "Come to my church." Có người thì nói rằng đến nơi hội thánh của chúng tôi. And then somebody writes, "Don't go to that church. I went there before. They don't believe in the Holy Spirit." Có người nói rằng thôi đừng có đi đến với cái hội thánh đó. Tôi đã từng đi đến nhà thờ đó rồi và tại đó cái hội thánh đó họ không tin nơi Đức Thánh Linh. Wow. Wow. It's incredible to see how even Christians are ready to fight against each other. Anh chị em thấy ở đây là luôn cả những cơ đốc nhân từ hội thánh này với hội thánh khác sẵn sàng để tranh luận với nhau. And it's really because of the question that I asked. Lý do là bởi vì cùng một câu hỏi mà tôi nêu lên. Because some people who are what I would say believers is they believe in God but they don't live out the authority that God has given us. Anh chị em có những người tin, những kẻ tin, họ nói rằng họ tin về Đức Chúa Trời nhưng mà thật sự không sống với thẩm quyền cũng như ơn mà Chúa ngài ban cho. So when they see people living out the authority of God in their life, they say, "Oh, they think they know better than me." Cho nên khi người ta quan sát và thấy của những người sống và bước đi và sử dụng thẩm quyền Chúa ngài ban cho thì họ liền lên án chỉ trích và nói rằng, "Oh, những cái người đó làm giống như là mình thiêng liêng hơn người khác." It's so weird. Anh chị em thấy nó quái gở phải không? That when you take a step back to really look at the situation, what you see is one person doesn't understand the truth. Anh chị em khi chúng ta lùi lại và chúng ta nhìn cái bức ảnh toàn diện của nó, chúng ta sẽ thấy rằng thật ra những người đó thật sự không biết lẽ thật của Chúa. You know, all of us have iPhones. Anh chị em tất cả chúng ta đều có điện thoại di động iPhone phải không? Maybe you have an Android. Có thể là dùng cái dạng khác của Android chẳng. And iPads. Hay là chúng ta có cái iPad. But I bet you. Nhưng mà tôi muốn cá với anh chị em. I bet you. Tôi có thể đánh cá với anh chị em. I can give my iPad. Tôi có thể đưa cho anh chị em cái iPad của tôi. To one of the adults in the room. Cho một trong những người lớn ở trong hội thánh ở đây. And I can give my iPad to my 6-year-old nephew. Và tôi có thể đưa cùng một cái iPad cho đứa cháu 6 tuổi của tôi. And one will understand how to do more with the iPad than the other. Thì một người, một đằng đó thì có thể sử dụng và biết cách để sử dụng iPad hơn cái đằng kia. Same iPad. Cùng một cái iPad. Same abilities. Cùng một cái chức năng của cái iPad đó. But one understands. Nhưng mà một đằng thì, một bên thì là biết, là hiểu. To use the iPad at its full potential. Có thể là sử dụng tất cả những cái chức năng của cái iPad đó. And then the other one. Còn người bên kia only know how to use it as like a camera. Chỉ biết để sử dụng nó giống như cái máy quay phim thôi. Or FaceTime, that's it. Hay là để sử dụng để coi và chơi Facebook, FaceTime. Some people only know God. Anh chị em có những người họ chỉ biết về Chúa. Only by reading on a page. Chỉ vì đọc những cái điều ở trên các trang kinh thánh. But not by living out what he's asked us to live out. Nhưng mà không thực sự sống với những gì mà Chúa ngài đã bày tỏ cho chúng ta. I think that here in America. Tôi nghĩ rằng chúng ta ở tại Hoa Kỳ này. And I've seen the difference in Vietnam and here. Và tôi bắt đầu thấy cái sự khác biệt giữa Việt Nam và tại đây. Nobody tests you here if you know God. Anh chị em không có ai làm trách nhiệm chúng ta đó là chúng ta thật sự có biết Chúa hay không. Nobody. Không ai. You can say you're a Christian, they're going to say, "Oh, what church do you go to?" Khi chúng ta hỏi khi chúng ta nói rằng mình là một người nói rằng mình là một cơ đốc nhân thì câu hỏi kế tiếp người ta liền chấp nhận và ta hỏi rằng đi nhà thờ nào.
That's it. Chỉ như vậy thôi. You go to Vietnam. Nhưng mà khi chúng ta đi Việt Nam, they have watched or heard that we believe and truly understand the power of God. Và khi người ta quan sát, anh chị em chúng ta tại Việt Nam quan sát và thấy là nghe nói rằng chúng ta biết, chúng tôi biết quyền năng của Chúa và biết Chúa. Then there's a test of your faith. Thì bắt đầu có một cái sự thách thức của đức tin liền. Because you're about to meet hundreds of people that don't know you that's going to ask for you to pray for them to receive healing or deliverance or breakthrough. Thì chúng ta lập tức để thấy rằng có ít nhất là 100 người họ đứng ở tại đó và đức tin của chúng ta chịu cái sự thử nghiệm liền. Đó là họ sẽ đến, nói rằng chúng ta biết và có quyền năng của Chúa thì người ta sẽ đến nhờ chúng ta cầu nguyện để họ được chữa lành, được giải cứu. Nobody, I bet you nobody at work comes up to you and says, "Pray for me for healing." They probably don't even know that many of us are Christians. Anh chị em chắc chắn rằng không có ai trong sở làm của anh chị em là họ đến và xin anh chị em cầu nguyện cho họ được lành, bởi vì nhiều người cũng không biết chúng ta là Cơ Đốc nhân. They don't even know what you do on Sundays. Họ không biết chúng ta làm gì trong ngày Chủ nhật. And that's the hard part about this true relationship with God is, will you be able to stand firm and stand on God's word and stand on his truth when people are ready and need that? Anh chị em, cái vấn đề của chúng ta tại đây là chúng ta có sẵn sàng để có một lập trường vững chắc và đứng cho Chúa, trong khi nhiều người xung quanh của chúng ta họ đang cần một cứu Chúa thật và chân lý để giúp đỡ cho đời sống của họ. I look at this scripture and I want us to read it together. Tôi nghiên cứu cái phần Kinh Thánh này và tôi mời hội thánh chúng ta cùng đọc. In Acts chapter 4 verse 7 to 20. Ở trong Công Vụ chương 4 từ câu 7 cho đến câu số 10. Actually, sorry, 7 to 10. I'll just read 7 to 10. Từ câu 7 cho đến câu số 10. They brought in the two disciples and demanded, "By what power and whose name have you done this?" Họ bắt Phi-rơ và Giăng đến hầu ở trước mặt mình và hỏi rằng, bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, "Rulers and elders of our people." Bây giờ Phi-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng, hỡi các quan và các trưởng lão. Are we being questioned today because we've done a good deed for a crippled man? Do you want to know how he was healed? Nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành? And let me clearly state to all of you and to all the people of Israel that he was healed by the powerful name of Jesus Christ the Nazarene, the man you crucified, but whom God raised from the dead. Thì anh chị em cần biết, quý vị cần biết một cách rõ ràng, và chúng tôi muốn nói một cách rõ ràng rằng thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ of Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá. And you see the boldness and confidence that disciples had as they were in front of a trial. Và chúng ta thấy cái sự dạn dĩ của họ đứng trước một cái sự hạch hỏi của những người cầm quyền như vậy. Knowing that speaking the truth could get them put in prison. Biết rằng khi họ nói lẽ thật có thể họ sẽ bị bỏ tù. Here in America, ở tại đây trong sinh hoạt đời sống của chúng ta tại Hoa Kỳ này, we don't fear that. Chúng ta không có lo sợ về chuyện đó. So we don't really speak the truth. Cho nên chúng ta cũng không thèm nói về lẽ thật luôn. Because in America, it's I'll worry about myself, you worry about yourself. Bởi vì ở tại Mỹ này thì chúng ta sống một cách ích kỷ theo nhân bản của chúng ta, đó là tôi quan tâm chuyện của tôi, anh em quan tâm chuyện của quý vị. And if I don't bother you, you don't bother me. Nếu tôi không làm phiền quý vị, xin quý vị cũng đừng làm phiền tôi. But if you bother me, nhưng mà nếu mà bạn làm phiền tôi, I'm gonna bother you. Thì tôi sẽ làm phiền bạn trở lại. But what happens to people's lives when they are kept away from the truth and the light? Nhưng mà điều gì xảy ra cho những cuộc đời mà chúng ta thấy rằng họ đã bị khước từ cái phước hạnh là được biết về lời của Chúa cũng như biết lời hàng sống của Chúa và ánh sáng của Ngài. Imagine what your life would be like before you were saved by Christ. Anh chị em nhớ lại cái đời sống của chúng ta như thế nào ra sao trước khi chúng ta được Chúa cứu. That's where you would still be right now. Anh chị em, nếu chúng ta không thay đổi thì đó vẫn là cái chỗ mà chúng ta vẫn còn đang ở. If you didn't know the truth, nếu chúng ta không biết lẽ thật, it'd still be there right now. Thì chúng ta biết rằng nó vẫn còn tại đó với chúng ta. You know, when I went to Vietnam, khi tôi đi Việt Nam, I didn't have the same situation as other people. Tôi không có cùng một cái hoàn cảnh giống như những người khác. Because I'm born in America. Bởi vì tôi sinh ra và lớn lên ở tại Mỹ này. And I preach in a church that is not worried about the government. Và tôi giảng cho một hội thánh mà chúng ta không có lo sợ nhà cầm quyền. But as we're driving down the road, nhưng mà trong lúc tôi lái xe trên đường, my dad points out to me, thì ba của tôi đã chỉ cho tôi, this building right here is a people that are crazy or insane institute. They put people in there. Đây là cái chỗ bệnh viện của những người điên và đã bị nhốt ở trong đó.
And he said, "Con, you want to know something?" Thì bà kêu tôi hỏi con có muốn biết điều gì không? There are some fellow believers, some pastors who were put in the insane asylum because they believed in Christ. Đã từng có những mục sư đã bị nhốt ở trong chỗ đó lý do là bởi vì họ tin Chúa, hầu vì Chúa. People thought they were crazy because they believed in Christ. Và người ta cho rằng họ là những người sùng đạo quá phát điên bởi vì họ đã tin Chúa. Those people stood on God's word. They stood on truly Christ. They stood on what he was for, and that's where they were put. Đó là những người mà chúng ta biết rằng họ đã từng có một cái lập trường vững chắc và đứng cho danh của Chúa, không lùi bước, và bởi vì họ đã biết lẽ thật. Because they knew with all their life they gave to Christ. Họ đã biết một điều, đó là họ đã dâng cả cuộc đời của mình cho Chúa. Lord, allow me to have that kind of boldness and that kind of true unshakable faith. Lạy Chúa, xin giúp đỡ cho con để con có cùng một cái đức tin như vậy và một cái đức tin không hề lay chuyển. It's not easy to find that, you know. Anh chị em, không phải dễ để chúng ta tìm được một cái sự dấn thân với Chúa, dâng cuộc đời của mình cho Chúa đến mức độ đó. In this room right now, if I said I'll give you $1,000,000 to leave your relationship with God. À, nếu ở trong phòng này ngay lúc này mà tôi đến và đưa cho anh chị em một cái đề nghị, đó là tôi sẽ cho bạn $1,000,000 nếu bạn bỏ Chúa. Everybody in this room. Thì tất cả mọi người có phòng có mặt tại đây. I hope. Tôi hy vọng. I hope. Tôi hy vọng. Would say no. Sẽ nói không. You wouldn't leave church for $1,000,000. You wouldn't leave God for $1,000,000. Chúng ta sẽ không bỏ hội thánh cũng như là không bỏ Chúa chỉ vì chúng ta được đề nghị cho $1,000,000. Right. Phải không? It's too, yeah. Some of you might leave, right? Bởi vì có một số người không dám nói. Yên lặng quá chắc là sẵn sàng để rời bỏ Chúa, phải không? Right. Phải không? But if I sent one person to say something bad about you, I bet you would leave church. Nếu mà tôi, nếu tôi gửi một người đến nói xấu về bạn hay là phê bình chỉ trích bạn, thì bạn sẽ sẵn sàng bỏ nhà thờ liền. If they said something about your marriage, I bet you would leave church. Có ai đó đến nói cái gì đó không tốt về hôn nhân của bạn, thì chắc là bạn cũng sẽ rời bỏ hội thánh liền. Not $1,000,000, but just words. Một triệu đồng thì không, nhưng mà một lời thôi thì có thể. That's the truth. Anh chị em, đó là sự thật. It's truly heartbreaking for us to realize the truth is that many of us with our mouth can say we're sold out for God, but with our life, if somebody questioned one thing about us, we'd leave. Anh chị em, bằng môi miệng chúng ta công bố rằng chúng ta đã dâng trọn đời sống của mình cho Chúa, sống chết cho Chúa, nhưng mà một khi có ai đó chỉ nói một cái lời gì đó thách thức đức tin của chúng ta hay là đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng để bỏ Chúa, bỏ nhà thờ liền. I've seen it so many times. You can't tell me that's not true. Tôi thấy rất là nhiều lần, cho nên xin quý vị đừng nói rằng đó không phải là sự thật. I don't want to say it like this, but if you look around and your friends aren't still here with you, anh chị em, tôi không muốn nói, nhưng mà anh chị em nhìn xung quanh và xem thấy có những người bạn mà không còn có mặt ở tại đây với chúng ta. I bet one of the reasons might have been they were offended by something. Thì là tôi nghĩ rằng một trong lý do mà họ rời bỏ hội thánh là bởi vì họ đã bị xúc phạm hay là họ bị có ai đó nói cái gì đó với họ. But that's in church. Anh chị em, cái chuyện này đã ở trong hội thánh rồi đó. Imagine the world. Thì chúng ta hình dung ngoài thế giới ngoài kia. What would you do? Thì chúng ta sẽ làm gì? Nobody's gonna talk bad about you in the world, right? Wrong. Không có ai sẽ nói xấu chúng ta ngoài kia, phải không? Every day it happens. Nó xảy ra mỗi ngày. Sometimes in church it happens maybe one time a year. Nhiều khi trong hội thánh thì có thể là mỗi năm chỉ có một lần thôi. Or maybe every week in the restrooms. Hay là mỗi tuần ở xảy ra trong phòng vệ sinh của phụ nữ. The restrooms are not that soundproof. Anh chị em, cái phòng vệ sinh nó thật ra thì không có cách âm đến mạnh như vậy. You wash your hands in the restroom on Sunday. Did you see what she was wearing to church? I cannot believe it. Rửa tay nhưng mà vừa nói với nhau, không ngờ thấy bà không, bà mặc đồ như vậy đó mà chúng ta vừa rửa tay vừa nói. Washing hands. You see how late they walked into church? Rửa tay vừa còn nói, thấy chưa? Đi nhà thờ muốn đi trễ đến như vậy. They can't even make it on time. Không thể nào đi đúng giờ được. Or you're eating some food at church. Đó là trong lúc chúng ta đang ăn cái bữa ăn ở tại nhà thờ. Come on. Ooh, lạc quá. Too bland. It needs some salt. Cần thêm muối. Oh, I could have cooked this better.
Tôi có thể nấu cái món này ngon hơn. I could have preached better than Pastor Sam. Tôi có thể giảng tốt hơn mục sư Sam nhiều. Come on. Xin kính mời. I am not in a competition with anybody. Anh chị em, tôi không có tại đây để cạnh tranh với ai hết. He's not in a competition with anybody. Và mục sư Khánh cũng không có mặt tại đây để cạnh tranh với ai hết. What people don't understand is this. Có điều người ta không hiểu là boldness for Christ comes when you know the truth about Him. Đó là cái sự giản dị cho Đấng Christ đến từ việc chính chúng ta biết lẽ thật. I will stand up here and be bold for Christ because of what I know personally. Tôi có thể đứng ở tại đây và giản dị mạnh mẽ về Đấng Christ là bởi vì tôi biết Ngài một cách cá nhân. You can't be bold for Christ on somebody else's experience. Chúng ta không thể nào sống và đứng một cách giản dị cho Chúa dựa trên đức tin và kinh nghiệm của một ai đó. I have a friend who cuts my hair. Tôi có một người bạn là người cắt tóc cho tôi. And he's young. Anh còn rất trẻ. He's 21 and owns an entire business by himself and makes a lot of money. Chỉ mới 21 tuổi nhưng mà có một cái tiệm cắt tóc và làm được rất là nhiều tiền. I lied to him the other day. Mấy hôm trước thì tôi nói dối anh một điều. 2 days ago, I lied to him. 2 ngày trước tôi nói dối với anh. He's cutting my hair. Anh cắt tóc cho tôi. Hey Sam, how are you been? Hỏi gì chứ Sam, anh như thế nào rồi? I said, I've been good, man. What about you? Tôi trả lời rằng mọi việc ổn, còn anh sao? He said, I've been really good. Thì anh trả lời rằng, oh, rất là tốt. I said, yeah, I saw you go skydiving the other day. Tôi nói rằng, tôi đã thấy anh chơi trò chơi nhảy ra khỏi máy bay nhảy dù đó. I said, man, that must be fun. That's crazy. Tôi nói, oh, chắc là vui lắm phải không? He was like, yeah, Sam, would you do it? Thì câu hỏi anh đặt ra với tôi đó là, anh có sẵn sàng để nhảy dù với tôi không? I said, yeah. Tôi rằng, sẵn sàng. No, I would not. Anh chị em chắc chắn là không rồi, chị không có tôi. I would not because I'm too scared. Tôi không thể nào mà chơi cái trò chơi đó được bởi vì tôi rằng sợ lắm. I'm thinking about my kid and my wife at home. He doesn't have a kid or a wife. Bởi vì tôi có vợ và có con ở nhà chờ tôi, còn anh này là anh còn độc thân. He told me it's safe. Anh này báo cho tôi biết rằng an toàn, không sao đâu. I've done it 2 times already. Tôi đã làm 2 lần rồi, tôi đã nhảy 2 lần and rồi. And my next one I'm gonna do, Sam, I'm gonna be able to jump without anybody attached to me. Và lần tới đó là lần mà tôi sẽ nhảy mà không cần có ai giúp đỡ và gắn dù xung quanh tôi nữa. He said, would you go? Tôi hỏi vậy chứ, Sam có muốn đi không? I said, yeah. Tôi nói rằng, chắc chắn rồi. Probably not. Nhưng mà sự thật là không. You know why though? Anh chị em biết tại sao không? I can't imagine. Tôi không thể hình dung được what it would be like to jump out of a plane because I've never experienced it. Là cái cảm giác như thế nào khi mình nhảy ra khỏi máy bay mà nhảy như vậy, bởi vì tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm. And you won't testify about God until you've experienced His goodness yourself. Và chính anh chị em cũng vậy, anh chị em không thể nào làm chứng cho Chúa cho đến khi anh chị em thật sự kinh nghiệm Ngài một cách cá nhân. And guess what? Anh chị em đoán biết điều gì rồi? You won't ever. Bạn sẽ không bao giờ in life ở trong đời sống của mình be questioned about your relationship with God, sẽ bị người ta hạch hỏi về cái đức tin và mối liên hệ của chúng ta với Chúa if nobody sees in your life that you're glorifying Him. Nếu chưa ai có ai và không thấy có ai thấy ở trong đời sống của anh chị em làm vinh hiển danh Chúa cho đời sống của anh chị em. Is that true? Có phải không? Let me show you how I know it's true. Cho tôi chỉ cho anh em biết cái lý do tại sao tôi biết đây là thực tại. If you want to get very fit, nên chị em muốn thật sự muốn là một cái người là rất là khỏe mạnh and very muscular và bắp thịt thật là to, who do you find? Nên chị em sẽ đi tìm ai? Do you find someone that looks like they enjoy food a lot? Chúng ta đi tìm một cái người là thích ăn uống lắm, phải không? Or do you find someone that looks like they've been in the gym a lot? Hay là chúng ta đi tìm một cái người mà thấy dường như là người này đi gym rất là thường? Do you think people in this world who are seeking out the truth about God will look for somebody who looks like their life is completely far away from God or someone who is seeking after God? Anh chị em nghĩ thế nhân ngoài kia khi họ đi tìm kiếm Chúa, họ muốn đi tìm kiếm Chúa và ánh sáng của Ngài thì họ sẽ đi tìm ai? Tìm một cái người thật sự kinh nghiệm hay là tìm thấy một người đời sống của họ cũng không ra gì, cũng tồi tệ giống như họ? Boldness for Christ comes from knowing the truth. Sự giản dị của chúng ta cho đến Christ nó đến từ việc chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân, biết chân lý của Chúa một cách cá nhân. But not just knowing the truth. Nhưng mà không chỉ là biết chân lý của Chúa. Knowing the truth for yourself. Nhưng mà biết chân lý của Chúa một cách cá nhân. I want to read this scripture for us. Tôi muốn đọc phần kinh thánh này cho anh chị em. Actually, I'm going to read a little bit more than what I have on there. Và tôi sẽ đọc thêm cái phần mà chúng ta có ở trong giảng bài ngày hôm nay. In Matthew chapter 12. Ở trong Matthew chương thứ 12. So we just read in Acts about how the disciples were questioned about the authority. Now we're going to look at how Jesus was questioned.
Và chúng ta vừa mới xem thế nào các môn đồ của Chúa đã chịu hạch hỏi về đức tin của họ và việc họ làm. Bây giờ thì chúng ta thấy chính Đức Chúa Giêsu đứng ở trong vị trí này. Now, a demon-possessed person was brought in front of Jesus. Có một người bị quỷ ám đã được mang đến với Chúa Giêsu. This is what it says in Matthew chapter 12 verse 22. Và chúng ta thấy ở trong Matthew chương thứ 12 bắt đầu câu số 22. Then a demon-possessed man who was blind and couldn't speak was brought to Jesus. He healed the man so that he could both speak and see. Bây giờ có kẻ đem đến cho Đức Giêsu một người mắc quỷ ám, đuôi và câm. Ngài chữa cho đến nỗi người câm nói và thấy được. The crowd was amazed and asked, could it be that Jesus is the son of David, the Messiah? Dân chúng lấy làm lạ mà nói rằng có phải người đó là con cháu của vua David chăng? But when the Pharisees heard about the miracle, they said, no wonder he can cast out demons. He gets his power from Satan, the prince of demons. Song những người Pharisee nghe vậy thì nói rằng người này chỉ nhờ Beelzebub là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. The sad part about this scripture is that sounds like a lot of churches that I've heard before. Anh chị em, cái điều mà đáng buồn ở tại đây đó là những cái âm thanh này, những tiếng này nghe rất là quen đối với nhiều hội thánh ngày hôm nay. I'm just speaking the truth today, I'm sorry. Anh chị em, tôi muốn nói sự thật trong ngày hôm nay, cho nên xin lỗi anh chị em trước. They must do witchcraft because people get healed at their church. Thì người ta đã lên án và chỉ trích chúng ta đó là tại VBC Houston, chắc là họ dùng phù phép gì đây, bởi vì người ta được lành ở tại đó. It's crazy. Anh chị em nghe thấy quái gở phải không? Oh, the pastors must push people really hard so they can fall down. Chắc là mùi sư khánh ổng đẩy người ta dữ lắm đó cho nên người ta mới ngã xuống. Oh, I see them put their hands on their heads. They squeeze their temples so they can faint. Chắc là họ đã đặt tay ở trên đầu của người ta. Chắc là bóp bằng tay mạnh lắm cho nên người ta xỉu. Oh, the legs that grow out, that's fake. Oh, cái chân mà được kéo dài ra đó là chuyện giả ngụy. So fake. Nhìn thấy nó không? Nó rất là giả ngụy. You understand? People always question the miracles of God because one, they haven't experienced it themselves, or two, they don't know that they have the authority to really partner with God in doing these miracles. Anh chị em biết không? Người ta chống đối phép lạ. Lý do là bởi vì chính họ không có kinh nghiệm một cách cá nhân, cũng như không biết rằng mình có thẩm quyền mà Chúa Ngài ban cho để có thể giúp đỡ cho người khác được chữa lành và thấy được phép lạ. Verse 25, Jesus knew their thoughts and replied, any kingdom divided by civil war is doomed. A town or family splintered by feuding will fall apart. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng của họ thì phán rằng một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang. Một thành hay là một nhà mà chia xé nhau thì không còn được. And if Satan is casting out Satan, he is divided and fighting against himself. His own kingdom will not survive. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan, ấy là tự nó chia sẻ nhau thì nước nó làm sao còn được ư? And if I am empowered by Satan, what about your own exorcists? They cast out demons too, so they will condemn you for what you have said. Và nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ư? Bởi đó chính chúng nó sẽ xử đoán các ngươi vậy. I love how Jesus speaks right here. Tôi thích cách mà Đức Chúa Giêsu ngài nói tại đây. He gives them the truth and it makes them sound so dumb. Ngài đưa cái sự thật ra rồi để như một bức ảnh phản diện, Chúa ngài chỉ cho họ thấy cái ngu xuẩn của họ. Think about this. Chúng ta suy nghĩ như thế này. These are the people that believe in God but don't believe in Jesus. Đây là những người tin Đức Chúa Trời nhưng mà lại không tin Chúa Giêsu. They see Jesus casting out a demon from somebody, allowing this person to be able to now see and speak, but they say he gets his powers from the devil. Anh chị em, họ thấy một người được Chúa Giêsu đuổi quỷ ra và bây giờ thì cái nạn nhân này có thể thấy, có thể nghe nói, và chúng ta thấy ở tại đây những người lãnh đạo Do Thái này họ lại đi đến kết luận là Chúa Giêsu đã sử dụng sức mạnh và quyền năng của quỷ để trị quỷ này. I want to translate my own way of verse 26. Tôi muốn dịch cái điều này theo bản diễn ý của mục sư Sam trong câu số 26 này. 26 says, if Satan is casting out Satan, he is divided and fighting against himself. His own kingdom will not survive. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan ấy tự nó chia sẻ nhau, thì nước nó làm sao còn được ư? Jesus is saying, if I'm getting my power from the devil and I'm casting out the devil, I'm not winning if I'm the devil. Thì ý ở tại đây Chúa Giêsu ngài muốn nói rằng nếu ta lấy quyền của quỷ để trị quỷ thì quỷ không có thắng bởi vì mình chính mình đã đánh hạ chính mình. It's so weird that they would think that.
Anh chị em thật là quái gở để họ có một cái lối suy nghĩ giống như vậy, phải không? It would be like me saying this to you. Này, nó cũng giống như tôi nói với ai đó trong quý vị như thế này. You're rich because you steal from yourself. Anh giàu có là bởi vì anh tự ăn cắp lấy tiền của mình. What? I'm rich because I steal from myself. Tôi giàu có là bởi vì tôi tự ăn cắp tiền của mình. That doesn't make any sense. Anh chị em thấy nó vô lý phải không? This is what Jesus is trying to tell them. Ý của Chúa Giêsu ngày muốn nói với họ như vậy. You say that I'm getting my powers from the devil, but yet I'm casting out the devil. Các ngươi nói rằng ta lấy quyền năng từ quỷ, nhưng mà chính ta đang trị quỷ đây. Verse 28, but if I'm casting out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has arrived among you. Mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. For who is powerful enough to enter the house of a strong man and plunder his goods? Only someone even stronger, someone who could tie him up and then plunder his house. Hay là có lẽ nào ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp nhà của người được. And anyone who isn't with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Now look at that scripture. Để chúng ta xem phần Kinh Thánh này. Verse 30 is so important. Câu số 30 rất là quan trọng. Anyone who isn't with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. Ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan ra. Well, when you own a business, khi chúng ta có một cái cơ sở làm ăn, you know who's working and you know who's not. Chúng ta biết ai đang làm việc và ai không làm việc. Right? Phải không? And in a family, you know who's helping the family and you know who's not. Và trong một gia đình thì chúng ta biết rằng ai là người giúp tay, giúp sức cho gia đình, giúp đỡ cho gia đình, ai là người không. Anyone who isn't with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. Nếu ai không ở với ta thì nghịch cùng ta, và ai không thấu hiệp với ta thì tan ra. I'm not saying that. Tôi không nói như vậy. Jesus is saying that. Nhưng mà đây là chính lời của Đức Chúa Giêsu. I didn't type this. Tôi không có đánh những câu Kinh Thánh này lên. It's in your Bible too. Nhưng mà trong Kinh Thánh của anh chị em nữa. But the next part. Nhưng mà cái phần kế tiếp. Can everybody just say but the next part? Nói rằng cái phần kế tiếp. I hope you're ready for this. Tôi hy vọng rằng anh chị em sẵn sàng cho điều này. Verse 31. Câu số 31. So I tell you, ấy vậy ta phán cùng các ngươi, every sin and blasphemy can be forgiven except blasphemy against the Holy Spirit. Các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha, song lời phạm thượng đến Thánh Linh thì chẳng hề được tha đâu. Which will never be forgiven. Sẽ chẳng được tha đâu. I didn't write that. Anh chị em, tôi không viết các câu này. That's truth. Đó là chân lý. So what happens with people who are against the Holy Spirit? Anh xem như vậy, chuyện gì xảy ra cho những người chống đối Đức Thánh Linh? They're against God. Họ phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời. I didn't say that. Tôi không nói như vậy. Don't clip this online and say pastor said you're against God if you don't believe in the Holy Spirit. Anh xem đừng có cắt xén bài giảng của tôi rồi đăng lên trên mạng, đó là ông mục sư xem nói đó là nếu không tin vào Đức Thánh Linh thì là không tin Đức Chúa Trời. Oh, this doesn't apply to us. Này không có áp dụng cho chúng tôi. Yes, it does. Áp dụng chứ. Jesus is speaking to people that believe in God. Đây là những lời mà Đức Chúa Giêsu ngài đang nói với những người tin Đức Chúa Trời. But they didn't believe the truth. Nhưng mà họ không tin lời lẽ thật của Chúa. Anyone who speaks against the Son of Man can be forgiven. Ai mà nói phạm đến Con Người thì sẽ được tha. But anyone who speaks against the Holy Spirit will never be forgiven. Song nếu ai nói phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ không bao giờ được tha. Either in this world or in the world to come. Dầu trong đời này hay đời sau cũng sẽ chẳng được tha. I've been saying for the last week that the Holy Spirit is so important. Anh chị em, suốt cả tuần qua tôi đã nhấn mạnh với anh chị em rằng chức vụ thánh vụ của Đức Thánh Linh hết sức là quan trọng. You can question if the Holy Spirit is real. Chúng ta có thể thắc mắc là Đức Thánh Linh thật because you don't believe in him. Bởi vì chúng ta không có tin nơi ngài. But will you question God's word? Nhưng mà chúng ta có thắc mắc lời của Chúa không? You know, some people usually say this. Anh chị em, nhiều người họ thường họ nói như thế này. We don't believe in the Holy Spirit. Chúng ta không có tin gì về Đức Thánh Linh. Because it's not in the Bible. Bởi vì không có nói đến trong Kinh Thánh. Well,
What do we say now? Bây giờ thì đã có những câu kinh thánh này làm chứng rồi, thì bây giờ nói sao? Oh, this is old times. Oh, cái này là chuyện đời xưa. Back then. Chuyện đời xưa. Well, newsflash, the entire Bible was written back then. Anh chị em, cả kinh thánh đều là viết từ ngày xưa. All of it. Tất cả. Even this part. Luôn cả phần này. The reason why this is so important is because Jesus then goes to tell us after all of this is how important it is for us to have a relationship with the Holy Spirit and how important it is for him to go so that the Holy Spirit can come. Vì đối với Đức Chúa Jesus, đây là việc rất là quan trọng về cái tầm quan trọng của sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Nhưng mà Ngài cũng nói thêm rằng thật là tốt đẹp cho các môn đồ của Chúa họ được phước bởi vì Chúa nếu Ngài không đi về với Chúa Cha thì Đức Thánh Linh không được sai đến. What people don't understand is our role in all of this. Anh chị em, điều mà người ta không có hiểu đó là cái vai trò của chúng ta trong tất cả những điều này. Is to partner with God. Đó là chúng ta cùng làm việc với Đức Chúa Trời. I am not God. Anh chị em, tôi không phải là Đức Chúa Trời. I will never be able to claim that I am God. Và tôi sẽ không bao giờ có thể tuyên bố rằng mình là Đức Chúa Trời. Never. Không bao giờ. But I will claim. Nhưng mà tôi có thể công bố. I'm partnering with God. Đó là tôi là bạn đồng làm việc với Đức Chúa Trời. Because he's a part of my life. Bởi vì Ngài có phần ở trong đời sống của tôi. It's not me that's healing somebody. Không phải tôi chữa lành cho ai. But God in me that's healing somebody. Nhưng mà Chúa ở trong tôi chữa lành cho ai đó. I wish people could understand that. Tôi ước gì người ta hiểu được điều này. Nobody goes to a restaurant and eats the food and says I cooked it. Không có ai đi đến tiệm ăn nhà hàng, ngồi xuống gọi một món ăn, ăn xong rồi nói rằng chính tôi đã nấu cái bữa ăn này. You say I bought the food from this restaurant. Chúng ta có thể nói rằng tôi mua thức ăn từ cái tiệm ăn này. So I paid money. Tôi trả tiền. But they made the food. Nhưng mà chính họ đã nấu cái món ăn này. I partnered with this restaurant. Tôi kể như là cùng đồng hành với lại cái nhà hàng này. What people claim is, anh chị em có điều mà người ta nói rằng those people that believe in the Holy Spirit think they're God. Những người mà tin nơi Đức Thánh Linh đó, mà giảng về Đức Thánh Linh đó là những người đó, họ nghĩ rằng mình là Đức Chúa Trời. I've never said that. Chúng ta không bao giờ nói như vậy. I'll never say that. Cá nhân tôi sẽ không bao giờ nói như vậy. Because those that know the truth and those that have experienced God would know we're nothing close to God. Anh chị em, những người biết lẽ thật của Chúa và những người thật sự kinh nghiệm Chúa biết rằng chúng ta không có một chút nào gần đến cái độ chúng ta có thể nói rằng mình là Đức Chúa Trời. Our authority is only through Christ. Anh chị em, thẩm quyền của chúng ta đến từ Chúa Giêsu Christ. We can only perform miracles through him. Chúng ta có thể làm phép lạ qua quyền năng của Ngài hành động trong chúng ta. If you feel powerless. Nếu chúng anh chị em cảm thấy mình không có quyền năng. If you feel like not able to do the things that the Lord has asked you. Nếu em cảm thấy rằng mình không thể làm được điều mà Chúa Ngài bảo chúng ta phải làm. You have to ask this question. Thì bạn phải đặt câu hỏi này với chính mình. By what power and what authority are you trying to do it in? Bởi thẩm quyền nào và nhờ vào ai mà bạn làm điều này? Can't be on your own authority. Anh chị em không thể nào dựa trên thẩm quyền của cá nhân mình. Can't be by your own strength. Cũng không thể nào dựa trên sức riêng của mình. Can't be by your own power. Cũng không thể nào dựa trên cái quyền năng của cá nhân của mình. It doesn't work like that. Nó không hoạt động như vậy. And I've seen it time and time again. Nhưng mà tôi thấy rất là nhiều lần rồi. In our church. Trong hội thánh của chúng ta. Some people may say, "Oh, pastor, another message about the Holy Spirit." Có người sẽ nói rằng, mục sư ơi, lại thêm một bài giảng về Đức Thánh Linh nữa. Oh, pastor, another message about healing. Mục sư ơi, lại thêm một sứ điệp nói về sự chữa lành nữa. Oh, another message about how important it is to know about the authority of God. Thêm một cái sứ điệp nữa nói thật là quan trọng để biết cái thẩm quyền mình có trong Chúa. Oh, I've heard this already. Tôi đã nghe nhiều lần rồi. If you know it that well, nếu thật sự các anh chị biết một cách rõ như vậy thì tôi rất là thích. I would love to share the opportunity with you for you to teach us. Để chia sẻ với anh chị em cái cơ hội để anh chị em có thể dạy dỗ chúng tôi. And that's not a challenge. Đó không phải là một cái thách thức. That's a partnership. Nhưng mà đó là một cái sự kết nối đồng hành với nhau. You know why? Anh chị biết tại sao không? I have yet. Bởi vì tôi chưa thấy. To pray for somebody. Cầu nguyện cho một ai đó. And they were healed of cancer. Và họ được lành khỏi bệnh ung thư. But he has. Nhưng mục sư Khánh đã kinh nghiệm điều đó. I have yet to pray for somebody that was deaf and they could hear. But he tôi has. Tôi chưa có cái kinh nghiệm cầu nguyện cho những người bị điếc và người ta đã được nghe. Nhưng mà mục sư Khánh đã có. I haven't prayed for somebody who couldn't see. Tôi cũng chưa có cầu nguyện cho người mù không thấy.
Nhưng mà mục sư Khánh đã thấy và đã cầu nguyện cho và người ta đã thấy được. I have prayed for people to be set free from demons. Tôi có cầu nguyện cho người ta kinh nghiệm được sự giải cứu khỏi quỷ dữ. I've prayed and seen cysts disappear. Tôi đã cầu nguyện và thấy có những cái cục bướu đã biến mất. I've prayed for people who had issues walking and could walk. Tôi đã cầu nguyện cho người khó khăn trong việc đi đứng thì họ đã đi lại một cách bình thường. Prayed for someone who was colorblind and could see. Đã cầu nguyện cho người bị loạn sắc thì họ đã thấy lại được màu sắc một cách rõ ràng. And why I'm sharing this with you? Tại sao tôi chia sẻ điều này với anh chị em? It's because there's a partnership in this kingdom that all of us play a role. Bởi vì có một cái việc mà chúng ta có thể cùng làm việc với Đức Chúa Trời và ai trong chúng ta đều có một cái vị trí, một cái vai trò mà Chúa ngài muốn cho chúng ta có. I am not trying to take his position. Anh chị em ở tại đây thì tôi không có muốn đến để tranh giành vị trí của mục sư Khánh. I'm not. Không, tôi không làm như vậy. And I hope you know, I am not trying to take anybody's position. Và tôi cũng hy vọng rằng anh chị em ở tại đây cũng hiểu rằng tôi không muốn tranh giành vị trí của ai đó trong chúng ta tại đây. I am not trying to steal any people from the church and create my own church. Tôi cũng không đến đây để ăn cắp tín đồ trong hội thánh này để dắt ra và mở hội thánh riêng cho tôi. VBC number 2. Để thành lập VBC Houston số 2. I'm not trying to do that. Tôi không muốn làm như vậy. But what I am trying to do. Nhưng mà điều mà tôi muốn làm is partner with my dad, partner with my pastor. Đó là cùng làm việc với mục sư Khánh cũng như cũng là cha của tôi. Where both of us understand. Bởi vì cả hai chúng tôi hiểu rằng that we are both united with Christ. Đó là cả hai chúng tôi cùng hiệp làm một với Đấng Christ. And both of us are trying to proclaim his name. Và cả hai chúng tôi đều đang tìm cách để công bố danh của Ngài. And both of us are trying to show the world the importance of knowing the truth about our Lord and Savior. Và cả hai chúng tôi đều đang bằng mọi cách giúp đỡ để người ta có thể thấy được cái vị trí cũng như phước hạnh của họ có được ở trong Chúa. There is unity because of the Holy Spirit. Anh chị em có cái sự hiệp nhất bởi vì công việc của Đức Thánh Linh. I know this because I've met people. Tôi biết điều này bởi vì tôi đã từng gặp gỡ những người. Who said they believe in the Holy Spirit? Họ nói họ tin nơi Đức Thánh Linh. I said that's awesome. Thì tôi nói rằng, ô, như vậy tốt quá. And then it becomes a competition. Nhưng mà rồi thì chúng ta thấy lại không lâu sau thì trở nên một cái sự cạnh tranh. Oh, you know the Holy Spirit too? Đâu, mình cũng biết mà Đức Thánh Linh à. Can I tell you something? Cho tôi chia sẻ với bạn điều này nhé. If it's a competition, và đây phải là cạnh tranh với nhau. You're making about you. Thì khi mà cái việc mà chúng ta cạnh tranh như vậy là chúng ta làm cho mọi việc là tập trung vào chính bạn. Then it's not about God. Chứ không phải là về Chúa. You know, the Bible talks about storing our treasures in heaven. Anh xem lời của Chúa nói với chúng ta là hãy cất giấu của cải chúng ta ở tại thiên đàng. And what we do on this earth, những điều chúng ta làm ở trên đất này, is for the glory of God. Tất cả đều vì sự vinh hiển của Chúa. I'm not keeping a trophy case of July 21st, 2024. I prayed for someone and they were healed and keeping a trophy in my house. Tôi không có cái tủ để đựng cái cốc, những cái cốc là ngày 21 tháng 7 năm 2024 tôi đã cầu nguyện cho ai đó và người đó đã được lành. It's not about me. Anh chị em không phải là vì tôi và cho tôi. It's about God. Nhưng mà tất cả là cho Chúa, vì Chúa. And something that I know. Có điều mà tôi biết. Is that if every single one of us. Đó là nếu mỗi một người trong chúng ta could not only just understand the importance of the Holy Spirit, không chỉ hiểu tầm quan trọng của công tác của Đức Thánh Linh, but understand the power of God for your life, và cũng hiểu được quyền năng của Chúa dành riêng cho đời sống của anh chị em, we could truly be a blessing to the world, thì chúng ta thật sự có thể làm nguồn phước cho cả thế giới này. And some people may say, Pastor, you always are so pushy. Và có người có thể nói rằng, mục sư ơi, sao mục sư tối ngày cứ đuổi chúng tôi. You're always trying to make us do something. Cứ bắt chúng tôi cứ làm chuyện này chuyện kia. You always want us to pray for people. Bảo chúng tôi lần phải cầu nguyện cho người khác. You always want us to step out of our comfort zone. Khuyến khích là bước ra khỏi cái nơi nghỉ an nhàn của mình. That's not me. Anh chị em không phải tôi. Can I ask you a question? Cho tôi hỏi anh chị em một câu hỏi. Do you serve a God who's stagnant and not doing anything right now? Anh chị em đang phục vụ một Đức Chúa Trời đang ở trong cái chỗ đứng động không làm gì hết không? No. Không.
Do you serve a God who's alive and moving and bringing healing to people every day? Anh chị em có phải chính mình đang phục vụ một Đức Chúa Trời năng động? Ngài đang làm việc, Ngài đang chữa lành và Ngài giúp đỡ cho những người xung quanh của chúng ta mỗi ngày không? Yes. Có không? Then let me remind you of the scripture. Cho tôi nhắc nhở anh chị em phần kinh thánh này. Anyone who isn't with me opposes me, and anyone who isn't working with me is actually working against me. Ai không ở phía ta thì không thuộc về ta. Ai ngăn cách với ta thì cũng là ngăn cách với ta. I don't want to be anyone that hinders the work of God. Tôi không muốn chính mình làm cái người ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời. I don't want to be anyone that stops or halts what God is trying to do because of my own agenda. Tôi không muốn chính mình làm cái cớ hay là cái lý do để ngăn trở và làm đứng công việc của Đức Chúa Trời bởi vì tôi có một cái chương trình và kế hoạch riêng của mình. I believe that we are in a time in our life right now and where we see our world where there needs to be people who understand this. Anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thời điểm mà những người xung quanh của chúng ta cần biết lẽ thật này. This is the truth that the world needs. Đây là cái lẽ thật, là chân lý mà thế giới ngoài kia đang cần. We need more churches to understand who the Holy Spirit is and how impactful it is to our world that we understand the authority of Christ. Thế giới đang cần nhiều hội thánh hơn nữa, là những hội thánh tin là quyền năng của Đức Thánh Linh và biết được rằng đời sống của và sinh hoạt của hội thánh ảnh hưởng một cách mạnh mẽ như thế nào trên thế giới lạc mất của chúng ta. I will never be that kind of person. Tôi không muốn trở nên con người who hinders the work of God. Ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời. I believe that the truth of it is that many people treat God like he's still in the tomb. Anh chị em, một cái thực tại mà chúng ta thấy rằng có nhiều người họ đối xử với Chúa Giêsu như là Ngài còn ở trong phần mộ. Jesus is alive. Nhưng Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đã phục sinh. He's not in the tomb anymore. Ngài không còn ở trong phần mộ nữa. We can speak to him. Chúng ta có thể trò chuyện với Ngài. We can call on him. Chúng ta có thể kêu cầu Ngài. We can bring people closer to him. Chúng ta có thể dẫn dắt và đưa người đến gần với Chúa. And we shouldn't stop. Cho nên chúng ta đừng dừng lại. We shouldn't slow down. Chúng ta cũng đừng chậm lại. We should actually speed up even more. Đáng lý ra chúng ta phải tăng tốc độ hơn càng hơn. The world that we live in needs people who know the truth. Anh chị em, thế giới mà chúng ta đang sống ngày hôm nay đang rất cần những người thật sự biết chân lý. When we worship the last few days, khi chúng ta trong lúc chúng ta thờ phượng trong mấy ngày qua, the Holy Spirit's been reminding me. Thì Đức Thánh Linh Ngài nhắc nhở chính tôi. Bring it back to me. Hãy đem tất cả sự chú ý trở lại cho ta và tập trung vào ta. That so many people have created other things than me. Bởi vì có nhiều người đã chế ra, đã bày ra những cái việc khác không phải là ta. And it needs to be brought back to him. Và tất cả phải được kéo trở lại với chính Chúa. So don't allow ourselves to get sidetracked or even lost, but just focus on the Lord. Anh chị em đừng để cho chúng ta bị chi phối, nhưng mà tất cả hãy trở lại và tập trung vào chính mình Chúa mà thôi. Because it's only in his name. Bởi vì chỉ trong danh của Ngài. Only in his name. Chỉ có trong danh Ngài. You know, I've thought about how I would phrase this or say this. Tôi suy nghĩ rất là nhiều trước khi tôi công bố cái lời này. But I knew. Nhưng mà tôi biết. That a time would come. Đó là đến cái thời điểm. When we praise God fully for who He is. Khi chúng ta thật sự thờ phượng Chúa một cách trọn vẹn như là Chúa là ai. That others would show up to the church and proclaim a different God. Thì sẽ có những người họ đi vào chui vào trong hội thánh và giới thiệu về một Đức Chúa Trời khác. Because the enemy is always going to try to mess up what God is doing. Bởi vì kẻ thù luôn luôn đến để phá rối điều mà Chúa Ngài đang làm. And we can't allow ourselves to allow the enemy to try to change the direction of where we're headed. Chúng ta không thể nào cho phép kẻ thù nó đánh lạc hướng chúng ta khỏi cái điểm tập trung mà Chúa Ngài đang kêu gọi chúng ta. It doesn't change anything. Anh chị em, vì nó không thay đổi được điều gì hết. It doesn't change who he is. Nó cũng không thay đổi Chúa là ai. It doesn't change what I believe, what we believe. Và cũng không thay đổi những điều tôi tin cũng như là anh chị em tin. It makes me preach and have even more faith. Nhưng mà nó khiến cho tôi giảng càng mạnh mẽ càng hơn và có đức tin nơi Chúa càng hơn. So I believe that today as we pray and close out. Cho nên trong ngày hôm nay trong lúc chúng ta cầu nguyện và kết thúc buổi nhóm. That this is a time that you would rise and you would say to the Lord, I'm going to stand for you. Là lúc mà chúng ta sẽ trỗi dậy và thưa với Chúa là Chúa, con sẽ đứng cho Ngài.
I'm going to stand firm on your word and stand firm on your name. Con sẽ đứng vững ở trong lời của Chúa cũng như là con đứng vững lại công bố danh của Chúa. That no matter what happens in my life. Cho dù chuyện gì xảy ra trong đời sống của con. You get all the glory. Để Chúa tất cả Ngài được vinh hiển. That I won't stop. Là con sẽ không bao giờ làm ngưng your work. Công việc của Chúa. But I would only help even more. Nhưng mà con sẽ góp phần vào để đẩy mạnh công việc Chúa càng hơn. Lạy Chúa, hôm nay I trust you. Con tin cậy Ngài. I partner with you. À, con cùng làm việc với Ngài. And I follow your spirit. Và con sẽ đi theo sự dẫn dắt của Thánh Linh của Ngài. Church, rise to your feet. Hội Thánh, xin chúng ta cùng đứng lên. Rise to your feet. Xin chúng ta cùng đứng lên trong giờ này. We bow your heads. Xin chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Heavenly Father, Cha giáo chúng con trên trời. Today, hôm nay, we see in your word. Chúng con thấy được trong lời của Chúa. What it looks like to be for you. Thế nào là những người đang sống cho Chúa? And what it looks like to be against you. Và thế nào một người đang sống chống lại Chúa? But today, Lord, I stand. Nhưng mà hôm nay Chúa ơi, con chọn đứng. And I say that I'm for your kingdom. Và con nói rằng con đứng về phía vương quốc của Ngài. I believe in your spirit. Con tin nơi Thánh Linh của Chúa. I confidently, Lord, will say, I do not want to hinder your spirit. Lạy Chúa, con chắc chắn tin và công bố rằng con sẽ không ngăn trở công việc của Chúa. Allow me, Lord. Lạy Chúa, xin cho phép con. To be a light in this world. Để làm ánh sáng và cho thế gian này. To bring people into the truth. Để dắt đưa người ta đi vào chân lý của to Chúa. To help people see you for who you really are. Để giúp đỡ người ta thật sự kinh nghiệm và biết Chúa như đáng phải biết. I believe what the Holy Spirit is looking for right now. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh Ngài đang tìm kiếm. Is your yes. Đó là cái sự thưa vâng của anh chị em. So in this moment, as praying, trong giây phút này, if you feel that that's you, nếu bạn tin rằng đó là bạn, will you just lift your hands to the Lord? Anh chị em có thể khẽ đưa tay lên trước mặt Chúa. And just say, Lord, hãy nói với Chúa rằng là Chúa, with my life, với đời sống của con đây, I want to be a blessing to you. Con muốn làm cái nguồn phước cho Chúa và cho những người xung quanh. With my life, Lord, là Chúa với đời sống của con, I honor you. Con tôn quý Ngài. I'm not going to hide my relationship I have with you. Con sẽ không che giấu một cách bí mật về mối liên hệ của con với Chúa nữa. Speak the truth. Nhưng mà con sẽ công bố lẽ thật. I will bring healing to those that need healing. Con sẽ đem sự chữa lành đến cho những người cần bring được chữa lành. Freedom to those that need freedom. Đem sự tự do đến cho những người cần được sự tự do. Bring people closer to your presence. Là Chúa, con sẽ giúp đỡ và đưa người đến gần sự hiện diện của Chúa. Not because of the benefits. Không phải bởi vì những cái lợi ích. But because of the love that you've shown me. Nhưng mà bởi tình yêu của Chúa mà Ngài đã bày tỏ cho con. And because I know that there are people that need that love too. Bởi vì con biết rằng có nhiều người cũng đang cần tình yêu như con đã kinh nghiệm Ngài. So Lord, empower me right now. Cho lại Chúa xin mặc lấy quyền phép trên con. Fill me up right now. Lạy Chúa, đông đầy đời sống của con. And give me an opportunity. Và lạy Chúa cho con có những cơ hội. To be a blessing. Để làm nguồn phước. And we praise you, Lord. Thì chúng con ngợi khen Ngài. We give you glory. Chúng con chia dâng cho Chúa sự vinh quang. In Jesus' name we pray. Trong danh Đức Giêsu chúng con cầu nguyện. Amen. 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 Church, I hope that you are blessed today. Hội Thánh, tôi hy vọng rằng anh chị em được phước trong ngày hôm nay. Knowing the truth. Chúng ta biết lẽ thật. Be a carrier of His light everywhere you go. Hãy là người mang sự sống của Chúa bất cứ nơi nào chúng ta đi. And as we enjoy the meal outside. Trong lúc chúng ta sẽ cùng dự bữa với nhau, mỗi thức ăn để lao phía trước. Be a blessing to one another. Hãy làm nguồn phước cho nhau. Amen. Amen. I will stay back to pray for people. Tôi sẽ nán lại tới đây để cầu nguyện cho những người có nhu cầu. That need prayer. Những người cần được cầu nguyện. And church, I'll see you on Tuesday. Và Hội Thánh, tôi sẽ gặp anh chị em trong ngày thứ ba này. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.